Chào anh chị và các bạn đến với kênh của Tuấn. Hôm nay tiếp tục mở hộp và review cho anh chị và các bạn xem một cái máy xay nấu sữa hạt Lorente có model LT2055, cối thủy tinh, dung tích cối là 1.2 lít, công suất xay là 400W, công suất nấu là 400W, sử dụng nguồn điện 220V, động cơ là 100% là lõi đồng và bộ lưỡi dao là 8 lưỡi. Đây là hàng chính hãng, được bảo hành trên toàn quốc là 12 tháng. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra xem mẫu mã nó như thế nào. Sau đấy mình sẽ đi xay nấu sữa hạt xem nó có hiệu quả không nhé các bạn. Đầu tiên thì cho anh chị và các bạn xem cái dây điện nguồn. Dây điện nguồn thì hai chấu rất là dễ sử dụng luôn và dây điện cũng rất là dày. Đây là cái chổi để khi sử dụng xong thì có thể vệ sinh trong bộ phận cái lưỡi dao rồi đấy các bạn. Bởi vì cái cối thủy tinh này không thể nào tháo ra để vệ sinh được, cho nên là họ thiết kế cái chổi này. Đấy. Đây là cái phễu lưới lọc. Tiếp theo là một cái ly để đông hạt, ước lượng hạt để bỏ vào cối lúc xay. Cái này thì cần cũng được, ta có thể lấy muỗng hay cái gì đấy. Cho anh chị và các bạn quan sát kỹ cái cối xay nấu sữa hạt. Bộ lưỡi dao là 8 lưỡi và cái đớn nhiệt nằm sát phía dưới nha anh chị và các bạn. Bộ lưỡi dao 8 lưỡi. Động cơ của nó là 100% là lõi đồng. Đấy, chế độ bằng tiếng Việt. Thương hiệu Lorente. Sữa đậu nành này, các chế độ này sữa đậu nành này, nấu cháo này, sữa ngô này, rau củ quả này, sinh tố này, vệ sinh máy này. Đây là nút bật tắt. Tiếp theo là nút chế độ cài đặt trước này. Nguồn điện thì nằm phía sau đây nhé anh chị và các bạn. Khi sử dụng thì anh chị và các bạn cắm điện vào. Cắm điện thì nó cũng khá là đơn giản luôn. Khi hết sử dụng thì có thể tháo ra và đậy cái nắp này lại. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn cách xay và nấu sữa hạt cái máy này. Đầu tiên thì anh chị và các bạn cho hạt và nước vào. Tiếp theo thì mình sẽ đậy nắp. Ở đây nếu anh chị và các bạn đậy nắp không khớp thì máy sẽ không chạy nhé. Hoặc là anh chị và các bạn đậy nắp ngược thì máy nó cũng sẽ không chạy. Đấy, ví dụ nắp như thế này là nắp ngược này. Đấy. Nắp như thế này mới đúng nha anh chị và các bạn. Đấy, cái mũi này nó nằm ngay phía như thế này. Đấy. Còn cái mũi này nó nằm ở bên tay cầm. Khi xay và nấu sữa hạt thì anh chị và các bạn nên hạn chế đụng vào cái thủy tinh và cái chỗ hơi trên này, bởi vì nó sẽ rất là nóng và có thể gây phỏng tay. Tiếp theo thì anh chị và các bạn nghe mình hướng dẫn kỹ và chi tiết, chứ đừng có xem cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng này nhé, bởi vì nó khá là phức tạp, nhiều khi anh chị và các bạn xem xong rồi không có hiểu. Đa số thì các máy nấu và xay sữa hạt nó cũng có các chế độ giống nhau. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện vào. Lúc đầu thì nó sẽ hiện nhấp nháy nè. Tiếp theo anh chị và các bạn muốn sử dụng thì ấn nút bật tắt nè. Ở đây là vì là nút cảm ứng cho nên anh chị và các bạn ấn vào nhẹ nhàng thôi. Tiếp theo anh chị và các bạn chọn chế độ nấu đặt trước. Nếu anh chị và các bạn xay rau củ quả hoặc là xay sinh tố mà không cần nấu thì chọn qua phía bên phải này. Đấy, nhấp nháy này. Đấy, rau củ quả này thì nó sẽ nhấp nháy bên rau củ quả. Sinh tố này thì nó nhấp nháy sinh tố này. Vệ sinh máy này thì nó sẽ không có nấu nhé, nó chỉ xay thôi. Ở đây thì mình chọn chế độ là nấu sữa đậu nành này. Rồi. Mình sẽ ấn tiếp chế độ bật tắt nè. Đấy, nó sẽ hoạt động. Nó sẽ vừa xay vừa nấu, cho nên là nó sẽ nhấp nhá như thế nha chị và các bạn, chứ nó không có xay liên tục. Đấy, đa số các máy nấu và xay sữa hạt là nó như thế. Khoảng tầm mấy giây thì nó sẽ bắt đầu xay lên lại. Bởi vì nó vừa xay vừa nấu mà. Còn nếu anh chị và các bạn chọn vào chế độ xay rau củ quả, xay sinh tố thì nó sẽ xay luôn.
xây khoảng tầm 2-3 phút gì đấy, giống như mấy cái cối xây sinh tố vậy thôi, nhưng mà nó không có nấu. Còn ở đây nó vừa xây vừa nấu, cho nên là nó sẽ xây nhấp nhé, chờ khoảng 5 đến 10 giây thì nó sẽ xây lên một lần này. Thì càng vừa sâu nó sẽ càng xây nhanh và nó sẽ hiện cái số phút. Thường thì xây sữa đậu nành sẽ khoảng rơi vào tầm khoảng 17 phút, vừa xây vừa nấu là 17 phút. Xây cháo sữa ngô thì mình chưa có test thử, chắc cũng khoảng tầm 15 phút trở lại thôi. Cháo thì mình nghĩ chắc khoảng hơn 20 phút. Thời gian đấy thì quá là ok luôn, tầm dưới 20 phút là quá là ok. Đấy, nó chỉ nhấp nhá như thế các bạn. Vừa sâu thì nó mới nhanh liên tục. Vừa sâu và khi nào mà nó sẽ hiện cái số phút này thì nó sẽ liên tục. Khoảng tầm vài phút thì tí nữa nó sẽ hiện cái số phút này thôi. Rất là nhanh. Ở đây thì nó đang làm nóng máy nè. Đấy, bắt đầu thấy nóng nóng rồi nè. Vừa xay vừa nấu, cho nên là nó sẽ xay nhấp nhén như thế. Chứ anh chị và các bạn mua về mà nói sao nó không có xay liên tục như xay sinh tố thì không phải nhé. Ở đây các loại các máy xay sữa hạt, xay nấu sữa hạt thì đều như thế cả. Nói chung rất là đơn giản sử dụng luôn. Đấy, càng về sau thì nó sẽ càng nhanh lần. Khi nó nóng cái đến nhiệt ở phía dưới này thì nó sẽ nhanh lần. Đây là máy xay nấu sữa hạt mini cho gia đình, dung tích là 1.2 lít thôi, chủ yếu là cho gia đình nha anh chị và các bạn. Động cơ của nó là lõi đồng hiệu Lorente. Công suất nấu là 400W và công suất xay là 400W. Còn về việc xay rau củ, thay vì anh chị và các bạn lấy cái máy xay sinh tố thì có thể lấy trực tiếp cái máy này để xay sinh tố cũng được. Chuyển qua chế độ sinh tố này, nó tầm hồi nãy mình test là tầm khoảng 2 phút mấy, rất là nhanh luôn, rất là nhuyễn luôn. Đấy, nó cứ từ từ như thế, về sau nó mới nhanh lần. Đấy, càng về sau thì nó sẽ càng nhanh, khoảng 5-10 giây nó sẽ xay một lần. Đấy, rất là nóng rồi này, cho nên anh chị và các bạn hạn chế đụng vào cối thủy tinh. Và lúc mà về sau thì đừng có đụng vào cái chỗ này nhé, nó bốc hơi phòng tay đấy. Xay đậu nành xong thì anh chị và các bạn có thể lấy cái lưới lọc này, lọc xác ra nhé, bởi vì xác nó cũng rất là mịn luôn. Máy này thì anh chị và các bạn vừa đỡ cho nó hoạt động và vừa làm công việc khác. Một lần như thế này thì anh chị và các bạn canh thời gian khoảng tầm 20 phút là vừa, là nó sẽ xong. Vừa xay vừa nấu, sau đó cho đường, nó thích uống đường thì cho đường vào uống. Càng lúc càng nhanh rồi, khoảng tầm 5 giây. Sau khi hiện số phút thì bây giờ nó chuẩn bị, nó sẽ vừa xay vừa nấu liên tục này, nó sẽ nhanh hơn. Cho nên một lần xay nấu sữa hạt như thế này thì sẽ tầm khoảng 20 phút trở lại thôi nhé anh chị và các bạn. Nếu anh chị và các bạn có bận công việc gì đấy, hoặc là dọn dẹp nhà cửa, thì có thể đỡ máy nó hoạt động rồi ta làm việc khác, rất là tiện luôn. Càng về sau thì máy sẽ xay sẽ càng nhanh. Sau khi hết 15 phút đây thì ta lấy ra sử dụng được, bỏ đường vào lọc rồi bỏ đường vào uống, mình không còn nấu gì nữa cả. Đấy, rất là dễ luôn.
đầu nó có mùi thơm của sữa đậu nành rồi đó anh chị và các bạn, rất là thơm. Và bây giờ nó cũng cực kỳ nóng luôn nhé. Chỉ chờ 14 phút nữa thôi. Đấy, cái kiểu vừa xay vừa nấu nó như thế các bạn. Khá là hay luôn.
nó cứ xay và nấu như thế nha anh chị và các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt máy quay và khi nào còn khoảng 1 phút thì mình sẽ quay tiếp cho anh chị và các bạn xem. Đấy, như vậy là còn khoảng 35 giây nữa thôi anh chị và các bạn. Rất là nóng nha. Và hơi nó bốc lên chỗ này cũng khá là nhiều rồi. Ở đây thì còn vài giây nó không có xây nữa. Và nó chỉ làm nóng thôi. Đấy, sau khi xây xong thì nó sẽ hiện chữ end nhé. Và nó có các tiếng kêu tít tít. Rồi bây giờ mình sẽ tắt. Tắt điện luôn nhé anh chị và các bạn, rút điện ra luôn. Rồi, bây giờ chúng ta thử xem cái việc xay nó có hiệu quả hay không, xay và nấu nó có hiệu quả hay không. Ui, cực kỳ thơm. Đây, cho anh chị và các bạn xem. Mình bỏ đậu hơi nhiều cho nên là nó hơi đặc. Đây anh chị và các bạn, như vậy là vừa rồi mình cũng nấu và xay xong, cũng như là review cho anh chị và các bạn xem cái máy xay và nấu sữa hạt Lorente Mini, dung tích là 1.2 lít, công suất xay và công suất nấu là 400W. Đấy, bộ 8 lưỡi dao rất là xịn sò luôn. Thì chúng ta có thể cho đường vào nước đậu để sử dụng, hoặc là ai muốn uống không nguyên chất thì uống. Rồi sau đó chúng ta cho nước vào cối và bật cái chế độ vệ sinh máy này cho nó vệ sinh cho nó nhanh. Rồi nếu anh chị và các bạn nào muốn mua cái máy xay nấu sữa hạt Lorente này thì mình có để cái link Shopee, Lazada ở phía dưới mô tả và bình luận. Anh chị và các bạn click vào đó tham khảo giá và mua. Hoặc anh chị và các bạn nào không biết mua ở trên đấy thì mình có để cái số hotline Zalo chỗ này nè. Rồi cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì đừng quên cho mình một like đăng ký nhé các bạn. Hẹn gặp lại các bạn và anh chị ở những video và clip review tiếp theo.